Câu chuyện của Scott McTominay tại Man United được bắt nguồn từ thời điểm Jose Mourinho còn làm huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ. Thời điểm đó Man United đã ra quyết định mang về Andreas Pereira và đội bóng cũng đang có rất nhiều tiến triển thuận lợi để đi đến ký kết với cầu thủ này. Và sau khi nhận được những thông tin khả quan từ thư ký câu lạc bộ John Alexander về trường hợp của Pereira, Mourinho đã lập tức đưa ra đề xuất tiếp theo về một cầu thủ ở đội U20 mà ông muốn đôn lên chơi trong đội hình của Man United. Cầu thủ ấy chính là Scott McTominay, người ở cuối tuần vừa rồi đã cứu Man United khỏi trận thua đáng thất vọng trên sân nhà trước Brentford. Với công việc tại Man United và những câu lạc bộ trước đây, Mourinho được cho là không có sự tin tưởng quá nhiều vào lứa những cầu thủ trẻ và cũng không đặt kỳ vọng vào những cầu thủ quá mỏng cơm. Nhưng McTominay đã cho Mourinho cảm giác về một cầu thủ có thể đáp ứng đủ những yêu cầu về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Thời điểm được Mourinho lựa chọn cho lên đội 1, McTominay mới chỉ 20 tuổi. Nhưng với những tố chất có được thì anh đã sớm được huấn luyện viên người Bồ tin tưởng để giao vị trí ở các trận đấu lớn của Man United. Chính từ những màn thể hiện ấn tượng tại vòng knock out của Champions League đã giúp Scott McTominay có được một bản hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Old Trafford. Anh còn được Mourinho trao một danh xưng là cầu thủ trẻ được huấn luyện xuất sắc nhất của năm ở buổi lễ trao giải của câu lạc bộ vào cuối năm, chỉ vì Mourinho không muốn Scott McTominay ngày hôm đó phải rời buổi lễ với hai bàn tay trắng. "Cậu nhóc này có mọi thứ mà tôi muốn", Mourinho khẳng định tại buổi lễ trao giải ngày hôm đó. Tuy nhiên, sau thành công cùng Mourinho tại Europa League năm 2017, McTominay lại có dấu hiệu đi xuống rõ rệt về mặt phong độ. Ba đời huấn luyện viên, cùng với hơn 200 trận ra sân cũng chỉ mang lại một danh hiệu Carabao Cup cho cầu thủ người Scotland ở trong 6 năm sau đó. Rõ ràng với những động thái mang về các cầu thủ như Casemiro, Eriksen, Mason Mount, Amrabat hay đẩy hai cầu thủ trẻ là Hannibal Mekwi và Kobbie Mainoo lên đội 1 cho thấy rõ tầm nhìn muốn tái tạo lại tuyến giữa của Erik ten Hag. Điều này đồng nghĩa với việc những cái tên cũ như Fred hay McTominay sẽ phải là người ra đi để nhường lại vị trí cho những người mới. Fred có vẻ nhận ra được chuyện này nên anh đã chuyển tới để thi đấu cho Fenerbahce từ mùa hè, nhưng người từng sát cánh với anh ở tuyến giữa của MU lại có suy nghĩ ngược lại. Giai đoạn mùa hè, McTominay đã được rất nhiều câu lạc bộ lớn nhỏ tại châu Âu quan tâm. West Ham thậm chí còn gửi hẳn một lời đề nghị 30 triệu bảng nhưng đã bị phía Man United từ chối. Bayern Munich cũng chuyển hướng quan tâm tới McTominay ở cuối mùa chuyển nhượng khi họ có ý định đổi Gravenberch để lấy McTominay. Nhưng mọi chuyện tương đối phức tạp nên đội bóng của Đức đã quyết định bán Gravenberch cho Liverpool. Ý tưởng chuyển sang Bayern Munich thi đấu phần nào đó cũng khiến McTominay cảm thấy hào hứng, nhưng về cơ bản tiền vệ người Scotland vẫn muốn ở lại để chiến đấu một vị trí trong đội hình của Man United, đội bóng đã nuôi dưỡng anh từ ngày bé tới giờ. Và quyết định ở lại của McTominay đã cứu Erik ten Hag một bàn thua trông thấy ở ngày thứ 7 tuần trước. Hai bàn thắng ở những phút bù giờ của anh như giúp Ten Hag níu lại thời gian tại Man United để tiếp tục hy vọng vào một cuộc thay đổi khi mang về những tân binh. Trên thực tế, quyết định tung McTominay vào thay cho Amrabat ở phút 87 của Erik ten Hag là một hành động mang lại khá nhiều rủi ro. Một bộ phận khán giả trên mạng xã hội thậm chí còn tỏ ra bất bình về quyết định này. Nhưng McTominay đã đập tan mọi sự ngờ vực đó bằng hai bàn thắng ở 7 phút bù giờ cuối cùng để giúp Man United lội ngược dòng thành công trước Brentford. Chia sẻ về hai bàn thắng của mình ở phút bù giờ ngày hôm đó, McTominay bày tỏ, "Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi trên sân bóng. Thật vui khi được đóng góp và cho đội bóng thấy những gì tôi có thể làm được. Dù trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Ở Man United cũng vậy, chúng tôi không bao giờ được suy nghĩ tới điều đó. Tôi đã lớn lên tại đội bóng này từ hồi 5 tuổi và tôi hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai." Tại Man United có rất nhiều cầu thủ danh tiếng cũng phải chịu những áp lực từ dư luận khi phong độ của đội bóng không tốt. Scott McTominay thì không nằm trong danh sách những siêu sao đó, nhưng hai bàn thắng giúp MU có được chiến thắng cũng phần nào giúp anh giảm bớt đi gánh nặng khi phải làm quen dài hạn với băng ghế dự bị. Trên cương vị huấn luyện viên, Mourinho không phải là người duy nhất bị những phẩm chất của Scott McTominay thuyết phục. Ole Solskjaer cũng từng rất quý McTominay và Ralf Rangnick cũng vậy. Thậm chí trong thời gian làm huấn luyện viên tạm quyền cho MU, Rangnick còn muốn đề xuất McTominay làm đội trưởng tương lai của câu lạc bộ sau khi chứng kiến những phẩm chất và năng lực của anh khi thi đấu. Tuy nhiên đến thời kỳ của Ten Hag, mọi chuyện đã thay đổi. Vị chiến lược gia người Hà Lan cũng dành rất nhiều lời khen cho McTominay, nhưng có cảm giác những phẩm chất hiện tại của anh không đủ để đảm bảo một vị trí trong kế hoạch dài hạn của Ten Hag nói riêng và MU nói chung. Tại sao các đời huấn luyện viên của Manchester United lại tin tưởng Buffett? Câu trả lời đơn giản chỉ là vì từ rất lâu rồi đội bóng này không có được một sự lựa chọn nào khác tốt hơn bộ đôi này ở hàng tiền vệ. Vấn đề này phần nào đã được Ten Hag thay đổi ở mùa trước, nhưng bài toàn hàng tiền vệ vẫn chưa thực sự được giải sau khi khép lại mùa giải. Casemiro là một tiền vệ có xu hướng di chuyển nhiều về phía sân của đối phương và chỉ lùi về tuyến sau khi thực sự cần thiết. Hàng tiền vệ của Man United thời điểm hiện tại không giống với những gì Casemiro từng quen khi chơi bóng tại Real. Bruno Fernandes, Eriksen hay Mason Mount không mang lại tính kiểm soát đủ tốt ở tuyến giữa như cách mà Kroos hay Modric đã làm tại Real Madrid. Còn xét về chiến thuật,
Man United vẫn chưa đạt được bước tiến nào quá lớn như mong đợi của Erik ten Hag. Vị huấn luyện viên của Man United đã từng rất mong muốn có được chữ ký của Frenkie de Jong để giúp ông giải quyết vấn đề của hàng tiền vệ ở những thời điểm có bóng và không có bóng. Nhưng rốt cuộc Quỷ Đỏ cũng không thuyết phục được de Jong và họ vẫn phải đối mặt với những vấn đề nổi cộm ở tuyến tiền vệ. Trong một giai đoạn khởi đầu mùa giải đầy bất ổn của những cầu thủ MU thì việc lựa chọn McTominay của Erik ten Hag dường như chỉ xuất phát từ ở những thời điểm đội bóng này gần như không còn sự lựa chọn nào khác. Anh vào sân những phút cuối để giúp MU giữ lợi thế trước Wolves, được tung vào sân ở trận với Bayern Munich ở tình thế MU đã bị dẫn tới 3-1, được tạo cơ hội đá chính ở trận Brighton và Burnley khi MU có quá nhiều ca chấn thương. Và gần nhất chính là việc được thi đấu 10 phút cuối trận với Brentford vào thứ Bảy tuần trước. Giờ đây khi Scott McTominay ghi hai bàn liên tiếp ở phút cuối để giúp Man United lội ngược dòng, người ta lại đặt ra câu hỏi liệu McTominay có thể được thi đấu thường xuyên để duy trì phong độ. Điều này có thể hơi khó bởi trong suy nghĩ của Ten Hag thì bốn cái tên Eriksen, Casemiro, Mao và Amrabat phần nào có thể đảm đương được những gì mà ông mong muốn ở hàng tiền vệ. McTominay có thể được trao cơ hội ở lại MU nếu anh thể hiện đủ tốt ở những lần được trao cơ hội, nhưng vấn đề hạn chế trong lối chơi sẽ luôn là thứ được Ten Hag để tâm nhằm đưa ra quyết định hợp lý cho đội bóng. Các huấn luyện viên thường nói về tiềm năng của cầu thủ khi nhìn vào sự khác biệt giữa mức trần và mức sàn trong phong độ của họ. Nhưng đôi khi hiệu suất này được các huấn luyện viên đánh giá trong thời gian ngắn như trong một tuần hay thậm chí chỉ ở một trận đấu mà thôi. Từ thời điểm bắt đầu chơi cho đội trẻ của Man United, McTominay đã có một phong độ cao bất thường. Đến bây giờ chuyện đó vẫn vậy và lần gần nhất nó xảy ra là ở thứ Bảy vừa rồi. Chính việc phong độ lên xuống thất thường khiến các huấn luyện viên luôn phải đặt dấu hỏi về việc McTominay có thể phát triển hơn nữa hay không, hay mọi chuyện chỉ là những khoảnh khắc nhất thời của cầu thủ này. McTominay mạnh mẽ, có tính cạnh tranh cao khi thi đấu, năng nổ, sẵn sàng vượt qua những thử thách từ huấn luyện viên. Tuy nhiên, chỉ số về tắc bóng và đánh chặn mỗi 90 phút của cầu thủ này dường như không thay đổi trong suốt thời gian thi đấu cho đội 1 của Man United. Sự phát triển trong vai trò tiền vệ Bokita Box không có dấu hiệu tăng lên quá nhiều. Đặt lên bàn cân với một tiền vệ phát triển đầy hoàn thiện như Declan Rice thì McTominay càng tỏ ra thua thiệt về các thông số đi kèm. Man United sau những năm thất bại ê chề trong việc cạnh tranh danh hiệu thì đã được gắn mác là một đội bóng không thể phát huy hết tiềm năng cầu thủ mà mình có. Không ít lời bàn tán cho rằng vấn đề kể trên nằm ở sự yếu kém của các huấn luyện viên, nhưng có ý kiến khác lại cho rằng phòng thay đồ của MU vào lúc này đang thực sự có vấn đề. Nhưng có vẻ McTominay dường như không nằm trong những lời chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ. Anh cũng có những màn trình diễn tệ hại, nhưng bằng cách nào đó người hâm mộ vẫn trao cho McTominay một chút niềm tin để anh tìm lại chính mình. Thứ mà nhiều cầu thủ khác thi đấu tại MU không hề có được. Mourinho nói McTominay có mọi thứ mà ông ấy muốn. Chuyện đó đúng với Mourinho nhưng không thể áp dụng sang suy nghĩ của Ten Hag. Tuy nhiên vào thời điểm mà đội bóng này vẫn đang gặp quá nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, thì những phẩm chất đầy máu lửa của McTominay đôi khi có thể đem về sự hiệu quả. Một hậu vệ thi đấu tại Hà Lan đã từng nói với Ten Hag như sau: "Nghe này, kể từ khi tôi đến, tôi đã nhìn vào Scott và thấy rất nhiều bản thân mình trong anh ấy. McTominay là cầu thủ mà bạn luôn có thể tin cậy bất kể anh ấy đá chính mỗi tuần hay ngồi dự bị trong một vài trận. Anh ấy sẽ chiến đấu hết mình cho mọi phút thi đấu trên sân. Đó chính là những cầu thủ bạn cần trong đội bóng. Đó là tiêu chuẩn mà bất kỳ đội bóng nào trên thế giới, không riêng gì Man United, mong muốn ở cầu thủ của mình. Và trong thời điểm nhiều thứ hỗn loạn đang xảy ra tại MU thì tinh thần đáng quý đó của McTominay sẽ lại được trọng dụng.